Minh Mạng, từ người kế vị bất đắc dĩ đến vị vua tạo nên kỳ tích. Kế vị ngai vàng trong tình huống bất đắc dĩ, lên ngôi chưa bao lâu thì thù trong giặc ngoài đã nổi lên tứ phía. Minh Mạng cứ thế gánh vác trách nhiệm với Giang Sơn và gánh cả niềm tin mà vua cha Gia Long dành cho mình. Để rồi bằng tài năng và nỗ lực không biết mệt mỏi, ông không chỉ giữ vững an ninh quốc phòng của dân tộc mà còn đưa Đại Nam trở thành một cường quốc nho giáo toàn diện của Đông Nam Á. Tất nhiên, không có ai toàn diện và hoàn hảo. Bản thân Minh Mạng đã mắc những sai lầm nghiêm trọng, làm mầm mống cho những mối họa về sau. Người kế vị bất đắc dĩ. Minh Mạng hay Minh Mệnh, tên húy là Nguyễn Phúc Đảm, còn có tên khác là Nguyễn Phúc Kiểu. Ông là con trai thứ tư của vua Gia Long và Thuận Thiên Cao Hoàng hậu Trần Thị Đan. Sinh ngày 23 tháng 4 năm Tân Hợi, tức 25 tháng 5 năm 1791, tại làng Tân Lộc gần Gia Định. Nếu so với những người anh em khác, cuộc sống của ông có thể nói là khá êm ả vì lúc ông sinh ra, Gia Long đã chiếm đóng và lập được căn bản tại Nam Kỳ. Ba người con lớn, Nguyễn Phúc Cảnh, Nguyễn Phúc Hy và Nguyễn Phúc Tuấn đều mất sớm. Gia Long chỉ còn hai sự lựa chọn kế vị là con trai thứ tư Nguyễn Phúc Đảm và cháu nội Nguyễn Phúc Mỹ Đường. Cuối cùng Gia Long đã chọn con trai bất chấp nhiều đại thần như Lê Văn Duyệt hay Nguyễn Văn Thành vẫn kiên quyết muốn vua theo nguyên tắc đích tôn thừa trọng. Tới năm 1817, Gia Long chính thức phong cho Nguyễn Phúc Đảm làm thái tử. Tuy nhiên, lý do thực sự khiến Gia Long chọn hoàng tử Đảm nối ngôi vẫn chưa chắc chắn. Theo sử sách cũng như truyền khẩu dân gian, hoàng tử Đảm vốn là người hay bài xích công giáo và không có chút cảm tình nào với người Pháp. Tư tưởng này hợp với quan điểm dè tây của Gia Long. Theo sử gia Nguyễn Quang Trung Tiến, Đại học Huế, lý do Gia Long không chọn cháu nội Mỹ Đường là vì sợ những ảnh hưởng của Pháp đến triều đình. Mỹ Đường vốn là người chịu nhiều ảnh hưởng của công giáo từ thời Pháp. Ngày 19 tháng 12 năm Kỷ Mão, tức là ngày 3 tháng 2 năm 1820, Gia Long qua đời. Tháng Giêng năm Canh Thìn 1820, Nguyễn Phúc Đảm lên nối ngôi đặt niên hiệu là Minh Mạng. Ngay từ thời điểm ông lên ngôi cho đến tận lúc mất, đất nước chưa một lúc nào yên ổn. Theo thống kê, từ năm 1822, chỉ riêng tại Bắc Kỳ, Minh Mạng đã phải đối phó với 254 cuộc nổi dậy của nhân dân. Về ngoại giao, ông chịu sức ép rất lớn từ phía Simla và các nước phương Tây. Đồng minh lớn nhất Thiên Triều Mãn Thanh dưới sự cai trị tầm thường của Gia Khánh và Đạo Quang cũng đã bắt đầu suy vong. Kỳ tích Minh Mạng. Dù bản thân lên ngôi khi đã 29 tuổi cũng có kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị, thế nhưng hàng loạt vấn đề cứ liên tiếp chồng lên nhau khiến Minh Mạng không thể không dựa vào sự hỗ trợ của các đại thần tài ba và trung thành. Ông cũng được xem là một vị vua siêng năng, luôn thức khuya dậy sớm để xem xét công việc, có khi thắp đèn đọc tấu chương đến canh ba mới nghỉ. Nhiều lần sau buổi chầu, ông cùng một vài quan đại thần ở lại để bàn việc. Cứ thế, nhờ tài năng vốn có cộng với bản tính cần cù, ông đã làm nên một kỳ tích Minh Mạng, giải quyết nhanh gọn các cuộc khởi nghĩa trong nước, tiến hành chiến tranh toàn diện với Simla ngay trên đất Chân Lạp khi họ có ý định can thiệp cho cuộc khởi nghĩa chống triều đình do Lê Văn Khôi lãnh đạo. Đồng thời, ông cũng tiến hành mở rộng lãnh thổ về phía Tây. Năm 1838, Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ được xuất bản. Khi đó, lãnh thổ nước ta với một phần sáp nhập của Ai Lao, một phần sáp nhập của Chân Lạp, ước tính rộng gấp 1,7 lần hiện nay. Song song với ổn định đất nước, ông tiến hành nhiều cải tổ tích cực và đầy hiệu quả. Trong việc dùng người, Minh Mạng chú trọng cả tài cả đức, đặc biệt là học vấn. Cho cuối năm 1831, vua cho bỏ các dinh trấn, thành lập các tỉnh. Năm 1832, cả nước có 31 tỉnh, chia làm 3 kỳ Bắc Trung Nam. Minh Mạng đặt các quan tổng đốc đối với tỉnh lớn hoặc tuần phủ đối với tỉnh nhỏ và các quan bố chính sứ, án sát cùng lãnh binh để trông coi mọi việc tại từng tỉnh, riêng tỉnh Thừa Thiên là phủ doãn. Trong triều, các cơ quan điều khiển cũng đổi mới. Thị Thư Viện được đổi thành Văn Thư Phòng vào năm 1820, rồi thành Nội Các vào năm 1829. Năm 1830, ông đặt ra Cơ Mật Viện để trông coi những viện quốc quân trọng yếu, thành lập Tôn Nhân Phủ, điều hành các hệ phòng trong việc kê khai nhân thế bộ, cấp dưỡng và tư tế cũng như là kiểm soát và đàn hạch trong quốc tộc. Về quân đội phỏng theo phương Tây, Minh Mạng xây dựng lực lượng theo hướng lấy chất lượng làm trọng tâm. Theo Việt Nam Sử Lược, quân đội thời Minh Mạng bao gồm bộ binh, thủy binh, tượng binh, kỵ binh và pháo thủ binh. Ông còn cho lập đồn ải ở những nơi hiểm yếu trong nước, còn ngoài biển thì lập pháo đài. Trong nông nghiệp, vua tiến hành các chính sách đo đạc ruộng đất, khuyến khích khai hoang quy mô, tu bổ và hoàn thiện hệ thống đê điều. Về thủ công nghiệp, năm 1832, vua khai mở ngành tơ tằm, tiến hành một loạt các điều chỉnh thuế dành cho các thương gia trong và ngoài nước. Ông còn nghĩ đến việc giúp lưu chuyển tiền bạc, nên vào năm Bính Thân 1836 đã đặt ra giao tứ vụ ở Cao Bằng. Cơ quan này có nhiệm vụ như ngân hàng ngày nay.
vốn là người Sùng Nho, năm 1821, Minh Mạng mở quốc tử giám ở Kinh Thành Huế, đặt chức tế tử và tư nghiệp. Năm 1822, mở lại thi hội thi đình. Ông chú trọng phổ cập giáo dục, thống nhất phong tục văn hóa trên toàn quốc, khuyến khích viết sách, sưu tầm và dịch thuật. Các bộ sách quý như Gia Định Thành Thông Chí, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí đều ra đời dưới thời Minh Mạng. Đặc biệt, năm 1836, ông cho thành lập Tứ Dịch Quán, trở thành trường dạy ngoại ngữ đầu tiên của Việt Nam, dạy 3 tiếng Trung, Pháp, Xiêm. Minh Mạng tỏ ra là một người vô cùng cởi mở trước những cái mới, nhiều máy móc đã được chế tạo. Năm 1834, với sự đồng ý của vua, Nguyễn Văn Túy chế tạo ra chiếc máy nghiền thuốc súng bằng nước mang tên là Thủy Hỏa Ký Tế. Trong các năm 1837 và 1838, theo kiểu mẫu phương Tây, thợ thủ công nhà nước đã chế tạo được máy cưa văn gỗ, xẻ gỗ, bằng sức nước, máy hút nước tưới ruộng và cả xe cứu hỏa. Năm 1839, các đốc công Hoàng Văn Lịch, Vũ Huy Trịnh cùng các thợ đã đóng thành công chiếc tàu máy hơi nước đầu tiên. Ngày 15 tháng 2 năm 1839, Minh Mạng đổi quốc hiệu từ Việt Nam thành Đại Nam. Theo giáo sư Phan Huy Lê, trong lịch sử chế độ quân chủ Việt Nam, cải cách của vua Lê Thánh Tông năm 1471 và cải cách của vua Minh Mạng năm 1831 đến 1832 là hai cải cách hành chính có quy mô toàn quốc và đạt được hiệu quả cao nhất. Những sai lầm chết người. Công lao to lớn là vậy, thế nhưng Minh Mạng cũng không ít lần đưa ra những chính sách sai lầm. Sai lầm đầu tiên và cũng là sai lầm kinh hoàng nhất chính là về mặt đối ngoại. Do quá chuộng Nho giáo, ông cứ thế mù quáng thần phục Mãn Thanh mà không nhận ra thiên triều đang đến hồi suy vong. Với các nước nhỏ lân bang như Ai Lao, Chân Lạp, ông mặc nhiên tiến hành chiến tranh lấn chiếm lãnh thổ. Lợi bất cập hại, việc nhân dân những nơi này liên tục nổi dậy cộng với bài toán duy trì lực lượng thường trực tại đây đã bào mòn dần kinh tế đất nước về sau. Với phương Tây, Minh Mạng kiên quyết tiêu diệt ảnh hưởng của họ tại Việt Nam bằng mọi giá. Thế nhưng các chính sách cấm đạo, sát đạo, đặt người Công giáo ra ngoài vòng pháp luật, bế quan tỏa cảnh nhằm ngăn chặn tàu buôn phương Tây vào Việt Nam chẳng những không giúp đất nước an toàn hơn mà chúng còn trở thành cái cớ để về sau Pháp xâm lược Việt Nam. Năm 1832, Minh Mạng đem quân chinh phạt Panduranga Champa trước khi quyết định xóa bỏ vương quốc này trên bản đồ. Sau đó ông thi hành nhiều chính sách đàn áp như buộc người Chăm phải lấy tên họ theo người Hoa, xóa bỏ tất cả những chức vụ quan lại Champa. Không thể chấp nhận, người Chăm liên tục nổi dậy, Minh Mạng lại tiếp tục tiến hành một loạt các chính sách diệt chủng và đồng hóa. Chính sai lầm này đã gây nên rạn nứt khủng khiếp cho khối đại đoàn kết dân tộc. Trong giáo dục, dù biết rằng việc phát triển khoa học là yêu cầu sống còn trước những diễn biến mới của thời đại, nhưng sự bế tắc trong phương hướng, sự bảo thủ của bản thân khiến Minh Mạng đành tặc lưỡi cho qua. Dần dà nhà Nguyễn về sau chỉ toàn các nhà nho biết làm thơ phú, chứ không có ai tài giỏi trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Sự lạc hậu về công nghệ cũng là một trong các nguyên nhân khiến nhà Nguyễn mất nước vào tay thực dân Pháp sau này. Trong việc xử án, Minh Mạng cũng để lại nhiều tai tiếng. Ông với tả quân Lê Văn Duyệt vốn có nhiều hiềm khích, thế nên khi con nuôi của Lê Văn Duyệt là Lê Văn Khôi nổi loạn, Minh Mạng khi dẹp xong đã ra lệnh luận tội vô cùng khắc khe. Cả mộ Lê Văn Duyệt ở Gia Định cũng bị sang bằng và bị xiềng xích. Lê Chất, một công thần từ thời Gia Long cũng bị đưa ra định tội dù đã mất 10 năm. Đời sống hậu cung nhộn nhịp. Trong cuốn kể chuyện các đời vua nhà Nguyễn do Nguyễn Viết Kế biên soạn có viết, vua Minh Mạng có khoảng 43 phi thần, song theo nhiều tài liệu thì trong cung vua có đến 500 đến 600 thê thiếp. Những phi thần này sinh được 142 người con, trong đó có 78 hoàng nam, 64 hoàng nữ. Tính ra Minh Mạng chính là vị vua có nhiều phi thần và đông con nhất trong số 13 vua triều Nguyễn. Cũng theo tác phẩm kể chuyện các đời vua nhà Nguyễn, khi nghỉ ngơi vua có năm bà vợ hầu hạ, một bà vấn thuốc tiêm trầu, bà quạt, bà đấm bóp, người ru và một để sai vặt. Sách Minh Mạng chính yếu có đoạn chép rằng: năm Minh Mạng thứ 6, mùa xuân, tháng giêng, trong kinh kỳ ít mưa, nhà vua lấy làm lo, ra chỉ dụ. 2-3 năm trở lại đây, hạn hán liên tiếp, trẫm nghĩ từ đâu mà đến thế, nhưng chưa tìm ra nguyên nhân, hoặc là trong thâm cung, cung nữ nhiều, âm khí uất tắc. Nay bớt đi, cho ra 100 người, ngõ hầu có thể giải trừ thiên tai. Hai vương phi được vua sủng ái nhất là Hiền Phi Ngô Thị Chính, con của Chưởng Cơ Ngô Văn Sở, và Lệ Tân Nguyễn Gia Thị, con của Phó Vệ Úy Nguyễn Gia Quý. Tương truyền bà Hiền Phi thường nói với những người thân cận rằng: dù vua có yêu thương tôi bao nhiêu đi nữa, thì khi từ biệt cõi trần, tôi cũng ra đi hai tay không mà thôi. Minh Mạng nghe được, đến khi bà mất đã thân hành đến tận chỗ bà nằm, đem theo hai nén vàng đặt vào tay bà rồi nói: đây, trẫm cho phi cái này, để cho khỏi ra đi hai bàn tay không. Hiếu Lăng,
nơi an nghỉ của Minh Mạng. Ngay trước khi mất, Minh Mạng đã chọn núi Cẩm Kê, ngay thuộc xã Hương Thọ, huyện Hương Trà, cách thành phố Huế khoảng 14 km, gần ngã ba Bằng Lãng, nơi hợp nguồn tạo thành sông Hương để xây lăng. Lăng được khởi công xây dựng vào tháng 9 năm 1840. Năm 1841, Minh Mạng lâm bệnh nặng qua đời ngày 28 tháng 12 năm Canh Tý, tức ngày 20 tháng 1 năm 1841, tại Điện Quang Minh, hưởng thọ 50 tuổi, ở ngôi 21 năm, miếu hiệu là Thánh Tổ. Ông được thờ ở Tả Nhất Án Thế Miếu, trong Đại Nội Kinh Thành Huế. Làng Minh Mạng tiếp tục được vua Thiệu Trị tiếp tục xây dựng hoàn tất vào năm 1841, huy động tới 10.000 thợ và lính. Làng Minh Mạng là một mô hình kiến trúc quy mô với 40 công trình lớn nhỏ, bao gồm cung điện, đền miếu và đài tạ, được bố trí trên một trục dọc theo đường thần đạo dài 700 m từ Đại Hồng Môn ở ngoài cùng tới chân tường của La Thành sau mộ vua. Hình thế của lăng tựa dáng một người đang nằm nghỉ, trong tư thế đầu gối lên núi Kim Phụng, chân duỗi ra ngã ba sông trước mặt, hai nửa hồ trừng minh như đôi cánh tay buông xuôi tự nhiên. Mở đầu thần đạo là Đại Hồng Môn, lối đi giữa chỉ mở một lần để đưa quan tài nhà vua vào lăng, sau đó đóng chặt. Hoàng Trạch Môn là công trình kết thúc khu vực tẩm điện. Đặc biệt, Hiếu Lăng còn được ca ngợi là một bảo tàng thơ. Thơ được khắc thành từng ô chữ trong từng dải liên ba. Cổ diềm trên bốn công trình kiến trúc chính là Bi Đình, Hiển Đức Môn, Sùng Ân Điện, Minh Lâu. Số thơ ở Hiếu Lăng lên đến trên 120 bài tứ tuyệt, được khắc từng câu thành 500 ô chữ tách biệt. Thơ khắc ở Lăng Minh Mạng ca ngợi giang sơn gấm vóc, cảnh đẹp núi sông, đất nước thái bình, triều đình bền vững. Làm thơ nhiều như thế, nhưng Minh Mạng chỉ coi làm thơ ra là để làm vui khi rỗi việc. Ông còn nói, nước lấy dân làm gốc, dân lấy cái ăn là trời. Tuy có cảnh tình, may lành, chiêm phụng, kỳ tập, kỳ lân ra đời, chẳng bằng được mùa là điềm lành trên hết. Mặc dù chính sách trị nước có nhiều thiếu sót to lớn dẫn đến hậu họa về sau, nhưng với công lao vực dậy cả vương triều, thậm chí đưa đất nước vươn lên thành cường quốc, Minh Mạng vẫn xứng đáng được đánh giá là một trong những vị vua kiệt xuất của lịch sử dân tộc, sánh ngang với các bậc tiền bối chiến công oanh liệt. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!